Hello, kẻ giết người đã có một cái cung. Hello. Yeah. Xin đóng đại nha. What's up giờ cả các bạn, mình là Sắc Ven và chào mừng các bạn đã trở lại video Minecraft mới của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chơi cái mini game kẻ giết người. Thì mình đã được nhiều bạn kẻ nói rằng mình nên chơi kẻ giết người và mình đã từng chơi nhưng mà mình không có nghĩ cảm hứng quay lắm. Và bây giờ mình đã có hứng để mà quay cái nhưng mà mình nghĩ mình sẽ tăng thêm độ thú vị lên. Mình sẽ nói cho các bạn nghe, nếu như kẻ giết người cầm fidget spinner thì giết người khác thì sao? Nghe cũng rất là hay đúng không? Thì mình đã từng nghe về cái fidget spinner rồi. Đây là dạng trò đồ chơi á mà tới mấy đứa trẻ ở ngoài đường, tới mấy bà già trong phố còn chơi nữa. Ok, đây là trò chơi, một cái không phải trò chơi mà là cái đồ chơi khá là nổi tiếng hiện giờ. Mình cũng đã từng chơi rồi nhưng mà mình thấy không có gì nhiều lắm. Ok, bây giờ mình sẽ thử nếu như kẻ giết người mà cầm cái fidget spinner giết người khác thì sao, và mình mong mình sẽ là kẻ giết người. Vậy chỉ vậy thôi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vô trò chơi nào. Ok các bạn, mình đã vô trận đầu tiên và các bạn coi tỷ lệ trở thành kẻ giết người của mình đi. 9%, vậy cũng được rồi đó. Ok giờ rồi ơi, chúng ta chỉ là người dân thường thôi. Ok sao cũng được, giờ mình sẽ cố gắng đi tìm kẻ giết người, hoặc là bây giờ sẽ đi thu thập nhiều vàng lên. Và đúng là mình quên chơi nhiều lắm, mình phải nghi ngờ nhiều người lên. Thằng này chắc mình nghĩ vậy. Ui mới vô đã nghe tiếng giết rồi đó, biết là ai ta, cũng biết nữa. Ơi xem à, tới lính khác còn cầm cái fidget spinner. À không phải không. Sorry, tôi mình tưởng hey, đừng giết tôi đừng giết tôi, bạn phải là kẻ giết người không. Cái cả lính gác còn cầm cái fidget spinner nữa, trời ơi, trò này đúng là gây chấn động cả thế giới luôn rồi. Ok, giờ chúng ta phải đi lượm vàng, lượm càng nhiều vàng càng tốt, và để chắc chắn rằng không có ai đi theo mình hả. Ok, đây là khúc chết nè. Ồ, có con heo trong này. Hello heo, mày có cầm fidget spinner không? Ok không, giờ chúng ta sẽ đi tìm vàng và sẽ, và thằng nào mà cầm fidget spinner là chắc chắn là kẻ giết người, chúng ta phải để ý. Thằng này ok không, mình không có nhầm, mình không có có thằng nào đó mở gì đó, hình như là mở cái cháp ở trên tầng. Đánh đi em tóc đỏ kìa, ôi trời ơi, đánh đi em tóc đỏ chắc có thể là kẻ giết người á. Nhưng chưa, chúng ta hãy coi, mình đã được 5 vàng rồi, mình còn 5 cái nữa. Chúng ta hãy cố gắng, mình nghĩ là không phải đâu, mình nghĩ là không phải. Ok mình phải ở tầng này ở người quá, mình mong là mình không bị giết. Thám tử bị giết rồi, chúng ta phải cho thám tử bị giết bằng cái cung rồi, chúng ta phải đi tìm thôi. Ok không muốn đi xuống đó đâu, hình như là ở trên tầng không có người lụm rồi. Ok có người lụm rồi, thôi mình còn 4 cái nữa, mình có muốn lên tầng không? Đây là vu bạc cua. Không. Ê anh bạn tao đi em lóc bỏ làm sao kìa. Tôi lụm vàng rồi, ôi trời ơi hết hồn. Mình tưởng ai đó giết mình chứ. Vậy hai người này không phải, tại vì kẻ giết người giết mà cùng lúc. Ok mình sẽ đi theo anh bạn này. Ok chúng ta hãy đi tìm cái fidget spinner thôi. Yeah let's go, giờ mình biết là hai người này không phải rồi. Ok giờ chúng ta sẽ đi, anh bạn chia sẻ vàng coi. Ôi là trời, tôi anh bạn có cây cung rồi còn đi làm gì nữa. Kẻ giết người đang ở đâu đó quanh đây, chúng ta phải coi chừng. Ủa có hàng vàng, ủa mình còn cái nữa thôi. Thằng này vẫn đang áp cà, vậy chứ không phải không? Okay. I need one more man. Okay. Ủa đây nha. Không chừng. Ôi. Mình sẽ đi chỗ khác, mình con cây cung rồi. Con nhỏ này phải không? Tao giết mày á. Tao giết đấy. Thằng nào trên. Ôi con nhỏ này chắc rồi. Giết nó. Rồi mình lẽ ra mình phải chờ đến cuối cùng. Đừng, con gái, đây là con gái mà nó còn giết người nữa sao.
Ủa nhà kẻ giết người. Hình như mình đã nhầm. Có thằng nào đó là kẻ giết người. Là thằng nào? Ủa? Không lẽ cái thằng FK? Ôi trời. Ok ok. Chưa chưa chưa, thằng FK đâu. Ok là thằng có hả? Hey. Yo. Yo man. Ôi trời, ủa, vì sao nó giết ngựa được? Thằng này FK mà. Ok ok, mình không quan tâm, mình đã giết được cái thằng cầm cái fish spinner, giờ mình sẽ lấy nó. Mày dám ăn cắp cái fish spinner của tao. Ok, chúng ta sẽ vô trận mới. Ok các bạn, mình đã vô trận tiếp theo và mình vẫn là người dân thường. Mình phải canh chừng tất cả mọi người. Bởi vì thằng có thể thằng nào đó là thằng cái cầm cái fish spinner. Và mình còn có nó, mặc dù nó phải giết mình dùng cái đó. À đúng rồi, mấy bạn cũng hay biết cái đó nguy hiểm thế nào đúng không? Có vài cái nó cắt được cả quả như hấu nữa. Phải không? Ừ, đúng rồi. Nên có thể ai biết nó hãy đâm xuyên qua da thịt mình cũng được mà. Nên chúng ta phải canh chừng đừng có giết tôi. Cái đớp lót làm gì nữa. Do mình phải canh chừng mấy thằng FK đó, như cái thằng hồi nãy á. À, xin lỗi, như cái thằng hồi nãy á. Ok, giờ chúng ta sẽ coi. Tạm thời chưa có ai chết hết. Chúng ta chỉ có một cục vàng, hai surprise, cục vàng. Motherfucker. Holy fuck. Nó cầm phía spinner giết người kìa. Ôi trời ơi. Đúng thật. Trời ơi. Xem. Chúng ta phải đi sơ xem thằng này nó làm gì. Phải thằng không hay là nhỏ. Kể đi. Nó đi đâu ra. Xem nó làm. Trời ơi. Thật không thể tin được. Ok. Mình phải đi theo trận tiếp theo. Mình đang rất là bức xúc rồi. Ok các bạn, mình đã vô trận tiếp theo một lần nữa. Và mình vẫn đang là kẻ người bình thường thôi. Không làm gì to tát hết. Và vẫn phải đi tìm cái tên cầm cái fish spinner. Mình biết mình tên dần đúng tên. Không vậy. Ok giờ chúng ta ôi, mới vô là thằng thám tử bị giết rồi. Trời, vô dụng dữ. Ok bây giờ mình mới là thằng vô dụng hơn. Tại mình chưa cầm kiếm được một cái vàng nữa. Một vàng. Ồ, cái map này mình quen cái map này. Ok, phải coi chân. Nhiều thằng mình không thể tin tưởng được. Bây giờ mình vẫn chưa tìm được thỏ vàng nữa. Ok, có thằng đang co. Mình phải coi chừng, có thằng đang giữ cái cung. Wow, mình thấy thằng đó rồi, chạy. Ok. Hình như thằng đó mình không biết mặt nó nữa. Nhưng mà mình có thể biết nó đang giữ, nó đang ở chỗ cây cung á. Mình biết là nó đang ở chỗ cây cung. Phải coi chừng. Mình vẫn chưa tìm được con thỏ vàng đó sao? Ok. Mình thấy mặt nó nhưng mà mình không thấy rõ á. Phải coi chừng á. Ok, một người. Nó đúng là đang canh. Chết tôi, chết tao phá. Rồi sao đấy bạn? Mình chạy ra chỗ đó, mình đi lấy cây cung hay sao ta? Cũng không biết nữa. Bây giờ mình vẫn chưa có một thỏi vàng. Ủa có thỏi vàng như trong đây phải không? Đúng rồi, như thằng đó trong đó. Okay. Không, đâu có đâu. Hình như nó. Fuck. Chạy. Ok. Chúng ta đã tạm thời rút được. Ui, vẫn có người đang bị giết. Mình vẫn đang có 5 thỏi vàng. Đừng lấy thỏi vàng của tôi. Ok, nó kẹt. Chạy. Em sao dùng, ui. Bye bye. Ok, chúng ta đang trong tình trạng. Thôi, mình vẫn thắng. Ơi, thôi kệ. Mặc dù mình chưa được là kẻ giết người nhưng mà để coi trận sau. Ok. Ủa là la, chúng ta đã nhận được một vai trò rồi đó, mới mẻ chút rồi. Chúng ta đang là kẻ giết người luôn. Chúng ta đang là thám tử. Và thám tử là phải tìm cái thằng kẻ giết người là cái cũng là đang là cái thằng nó đang cầm cái kiếm. Còn phải đi xa hết mọi người nhất có thể. Ok, chúng ta có cái cung. Ok, thằng này nó đến hơi gần ấy. Ok, chúng ta phải coi chừng. Hai thằng đó làm gì đó. Không, mình nghĩ không phải hàng đó. Ok, tạm thời mình đã tin tưởng được. Nó là gì vậy? Không biết. Là ra có người vẫn đang bị giết. Và mình cũng không biết đó là ai. Thằng này chăng?
Fucking hell, đứng lại. Ok, không phải, mình nghĩ là vậy, đúng rồi. Ta nghĩ đúng mà. Ê, 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 tới gần quá đây. Thằng nào đang giết kìa. Tới gần chỗ này biết. Nó vẫn đang tới gần. Ok. Không nên ở chỗ đó một gì, có một người như này. Ok, hai thằng này nó làm gì không? Không có làm gì hết. Đây là gì đây? Ok, tụi nó đang thử khá bản thân. Oh, làm thám tử đúng là rất là phải gọi sao, stress, không phải gây cấn quá. Mà cũng biết kẻ giết người là ai nữa. Không có ai có chi tiết gì về kẻ đó hết. Hiện tại là kẻ giết người đang có đồng tĩnh khá ít. Và chắc nó hắn đang giết người. Còn mà không biết đó là ai hết. Phải đốt thôi. Đó là con gái chăng? Ha ha. Con người đang đánh ha ha ha. Disno Uli Mules là ai vậy? Đó là thằng Stone à. Stone là wait, 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 wait. Oh, nó kìa. Oh, fuck man. Thằng bắn cung dở quá. Ok các bạn, mình đã là kẻ giết người, có nghĩa mình đang là thằng đang cầm cái Fish Spinner. Ok, chúng ta sẽ cố gắng chơi nào. Cái map này hình như là phiêu diện phải. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu 2-1-0. Ok, chúng ta đã có bấm chuột phải để quăng kiếm. Tôi biết chuyện đó, tôi biết rồi. Ok, mình đang ôi trời quá. không biết có ai thấy không trời. Ok, mình đúng không? Không có người chết à? Không phải mình. Chắc là mấy thằng làm gì đó cái nó chết thôi. Giờ chúng ta cần tìm thám tử hoặc giết vài đứa cho sở tay thôi. Ok, chúng ta cần tìm thằng thám tử. Mình biết thằng thám tử đó thôi. Ok, trong lúc đó mình lấy cái potion phòng lên. Yeah. Ok, cho bạn coi cái fish spinner này của mình đi. Đó, vừa cầm dưới một cái xong. Còn như không có ai thấy hết. Ok. Có người vẫn đang chết nữa. Rồi, ở dưới đó đáng sợ thật, đúng rồi. Ở dưới đó đáng sợ cũng á. Thấy không? À, cầm fish spinner mà giết người đã thật. Ok vậy. Giờ còn 8 người nữa. Vẫn chưa giết được thằng thám tử. Thám tử là mấy thằng cầm cung á. Và thằng cầm cung là nó sẽ khắc chế mình, nên mình phải giết nó ngay lập tức. Mình vẫn chưa thấy được nó. Hello, hello. làm kẻ giết người vui. Cho khi mà bạn cảm giác chơi game này cảm kẻ giết người vui nhất. Nhưng mà thám tử đâu? Ok, chưa thấy nó nè. Và chắc nó đây nè. Hello, hello. Chưa thấy nó. Chưa, còn 3 thằng nữa mà mình chưa giết được nó nữa à. Ok, không sao, còn 3 người nữa. Thấy một thằng. Nó đang chạy rất là nhanh. Không sao. Thế mình sẽ gặp được vài thằng trên tay chăng. Không, đây là vài thằng chết. Trời ơi, sao ơi, sắc người đâu nhiều dữ vậy. Không biết thằng nào giết nó ta. Thôi là trời. Ok, có thằng nào không? Ú, nhiều vàng quá. Kẻ giết người đã có một cái cung. Thấy không? Yeah. Ok, combat mình sẽ đi để giết cái thằng. Hello bạn, hello bạn. Bạn có hết đường trốn rồi. Ôi, ôi. Ôi trời, trời có thằng thám tử. Ok, thấy không? Thấy chưa? Rồi cầm mấy bạn xem mà coi cái fish spinner nó quay cũng kìa. Đã thật. Mình qua ngoài đời quay cũng đã lắm, nhưng mà không có ổn trong đêm có thông tin. Ok. Giờ chúng ta sẽ chơi một trận nữa và mình sẽ kết thúc video đến trận cuối cùng nào. Ok các bạn, chúng ta sẽ tới trận cuối cùng. Thật ra đây là mình đang chơi tới gần cuối luôn á, tại vì mình đã có cái cung và chỉ còn 5 người nữa. 5 người ngoài mình ra là một trong đó là kẻ giết người. Trong đó còn người mang skin của Preston luôn kìa. Và mình nghĩ đó là trong những người này còn 4 thằng nữa đó. Còn 4 thằng nữa đó. Không biết đó là ai. Mình đang có cây cung. Mình đang có cây cung mời không biết ăn nào mình sẽ. Ôi bro chill I have a ball too chill fucking hell man chill
Ok. Giờ cái thằng đó tôi biết, còn 60 giây nữa kẻ giết người. Kẻ giết người mà không đoán được thì nó sẽ thua. Và mình sẽ đón đại một thằng nào đó trong đây. Mình sẽ đón đó là thằng, sẽ đón đại nha. Fuck you. Ông cũng đại không kìa. Ôi trời ơi. Oh my god. CC mấy bạn, CC. Ok. Và cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Nếu thấy hay đừng quên để like và subscribe ủng hộ channel của mình. Và đây là game rất là hay. Và nếu như mấy bạn ủng hộ mình chơi tiếp cái ai là kẻ giết người, không phải kẻ giết người bí ẩn, kẻ giết người bí ẩn thì hãy comment dưới để mình biết. Và mình đang cũng có dự định với cái Fish Spinner này luôn á. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.